Ở đây của chú anh chị thì hiện tại cập nhật bây giờ là 8 giờ sáng của anh chị, xe rất là đông. Đói. Xe và khách rất là đông tại vì hôm nay là sáng chủ nhật cho nên là khách hàng này nọ đó khách lại rất là đông. Cho nên liệu cũng làm không kịp cho nên là đó. Cho nên là em cũng không có làm phiền liệu được nhiều của anh chị. Em quay những thức phim nào được thì em quay em đưa lên cho chia sẻ đến quý bà của chú anh chị xem thôi. Đây, đây là bé nhân viên mới làm được như 3 hôm, 2 hôm gì đó. Hủ tiếu anh. Để xe lại đây đi, để xe đây vô ngồi em đi. Quá đông quá chị. Sáng chủ nhật tình hình sáng chủ nhật xe đông rất là đông. Cầm tàu giật mạnh chừng bãi tàu giờ rất là đông thì tại bây giờ cũng 8 giờ mấy vậy đó quý vị, cho nên là khách ngồi hơi nắng cho nên tí nữa 8 giờ 37 phút của quý vị rất là đông. Tiền gái ơi, chú anh chị thông cảm nha, khi đông quá rồi con bé em của Thôi Liệu không nghe thì em nói hơi lớn tiếng, mong cô chú anh chị thông cảm. Hiện tại bây giờ liệu cũng hết đồ gà của anh chị, giò cũng ăn hết rồi nè, còn mấy còn gà xé và gà thịt với cái bò viên còn ít thôi của anh chị. Rất lễ phép. Anh ăn chưa đúng không thì để lại lên anh coi vậy nè. Rồi thông cảm nha anh. Thì ông anh này lại ăn nhưng mà anh chạy xe gáp á thì khách hơi đông thì hơi lâu xíu rồi, giờ anh đi anh tí anh quay lại anh ăn đó. Đây là hiện trong nhà quý bà của anh chị đó, trong nhà liệu ở ngoài ở trong nhà cũng rất là mát, còn ở ngoài rất là thoáng là mát, nhưng mà hiện tại bây giờ 8 giờ mấy thì nó khách hơi nắng tí xíu của chú anh chị. Cô chú anh chị tới đây cũng đông quá thì cũng mong rằng cô chú anh chị hết thông cảm cho liệu nha. Khách lại hơi đông quá anh chị, rất là đông. Khách thì không đông nhiều, cứ lai ra vô lần 5-10 người, 2-3 người, 4-5 người vậy đó. Thì cái chị xa của chị, cái chị áo đỏ đó là cái chị đó là chỉ là ở kế bên hàng xóm, thì chị thấy đông quá thì chị tới chị phụ thân của chúng chị. Giờ bà của chúng chị thì em đứng ngoài đường luôn, em đứng ngoài đường để mà em phụ cái liệu để mà giữ xe trong xe dùm liệu luôn. Cho nên là cái chị cũng kế bên cũng đang sắc ớt phụ liệu luôn anh chị. Chỉ là chủ tiệm sửa xe Phước Toàn kế bên luôn.
Rồi chạy xe vô mà em luôn chị. Đó, giờ khách vô giờ không biết ra. Đó, rất là đông. Vô trong ngồi mát con. Rồi, quý ông bà cô chú anh chị nào á đến đây thì khách đông quá thì cũng mong rằng cô chú anh chị hay thông cảm giùm nha, tại vì có mình vợ liệu làm thôi, rồi liệu chạy bàn với một người anh này cũng mới vô làm được 2-3 hôm cho nên công việc cũng chưa có gành lắm cho nên hơi chậm. Quá đông. Giờ hiện tại bây giờ em thấy là như không còn chỗ, không có chỗ ngồi. Thì ông bà cô chú anh chị nào đó đến đây hoặc là mua về á, mà có chậm trễ gì đó mà cũng mong rằng cô chú anh chị hãy thông cảm nha, tại vì quán có liệu á, không có nhân viên nhiều, cái phần nó mới tuyển được có 2 người thôi cho nên là công việc cũng chưa thành thạo cho nên là hơi chậm, cũng mong rằng cô chú anh chị hãy thông cảm nha. Bé ơi, khách ngoài kìa bé. Ra hỏi người ta đi con. Có nhiều cô chú anh chị lại đây cũng hết thức đồ ăn á, cho nên khách nhiều cũng ít, khách cũng về. Có nhiều cô anh chị cũng đã đến đây rồi thì không ăn gà xé thì cũng ăn cái gọi là giò heo hay là bò viên. Làm nuôi gà, làm ăn cái. Để em xíu anh trai, tới liền. Mấy giờ tới? Mấy giờ tới? 8:30 rồi đây. 9:30, xin lỗi. Đây, hiện tại bây giờ khách trong nhà hết bàn, quý bà cũng vậy, hết bàn cho nên là ở ngoài này thì nhiều quý chú anh chị ngồi hơi nắng, thì tí nữa liệu sẽ để cái bàn nhà qua bên kia để cho nó quý anh chị ngồi ăn thoải mái và mát hơn nha. Khách đến chị này cũng mua về nè, thì vợ liệu làm rất là nhanh, làm sáng giờ là không ngừng tay của chú anh chị. Chạy xe vô mà em đi anh. Chạy lên mà em đi. Cái anh này anh mới vô làm mà thấy cũng được của anh chị, thấy không? Bây
giờ khách thông thường quán liệu tới khoảng 5-6 người, 5-6 người, 4-5 người, 2 người cũng ít lắm, thường thường là đi một gia đình thôi. Bây giờ là vắng này như quý bà quý anh chị, vắng rồi đó, nãy đông lắm. Ở trong ngồi trong nhà là không có bàn ngồi nữa. Rất là đông khách. À, cô chú anh chị nào đến đây mà đông quá thì cũng chờ hơi lâu quá, quý anh chị hãy thông cảm giùm cho liệu nha quý anh chị. Đó, tại xa ảnh ảnh chạy à. Đó, tại suốt 8 giờ hiện tại, bây giờ là 8 giờ mấy, 8 giờ 54 phút cái gì. Bây giờ thức ăn thấy xa thì thức ăn cũng còn hết rồi. Dạ, clip em đến đây cũng chắc có thể là kết thúc và khá là dài, tại vì hôm nay liệu cũng buôn bán và khách cũng đông, cho nên là liệu em cũng không muốn phiền đến liệu anh chị, thì liệu cũng nói chung là khách hàng là giống như là ta gọi là thượng đế của anh chị, cho nên là mình phải phục vụ cho quý bà của chú trì và khách đến đây, và đúng cái tâm của liệu rất là nhiệt tình và lễ phép, cho nên là em cũng không có làm phiền liệu. Thì ông bà cô chú anh chị, ông bà cô chú anh chị đến đây nếu mà không hài lòng ở chỗ nào thì cô chú anh chị hãy góp ý và để cho liệu và anh em trong quán liệu để rút kinh nghiệm và sẽ hoàn thiện cái quán của liệu hơn và liệu hơn. Thì em mong rằng cô chú anh chị hãy thông cảm nha. Video em đến đây xin kết thúc. Xin chào tạm biệt quý anh chị, hãy xem và đăng ký và ký kênh để ủng hộ liệu và em nha quý anh chị. Hẹn quý anh chị clip tiếp theo, bye bye quý anh chị.